nhóm tốt để một nhóm được thành công hoặc gọi là một nhóm tuyệt vời thì cần có những yếu tố nào sau đây? Thứ nhất, có mục tiêu. Thứ hai, có trách nhiệm. Ba, có luôn còn tinh thần. Thứ tư, có tiền lộ làm lợi. Trong bốn yếu tố này, yếu tố nào là quan trọng nhất? Trách nhiệm. Trách nhiệm thì phải tham gia bao nhiêu phần trăm? 100%. Hồi nãy thì có nói ba cái điều mà người thành công người ta không có nghĩ tới. Người ta chịu trách nhiệm 100% về cuộc sống của người ta. Thứ nhất là không đổ lỗi. Thứ hai nữa là không có phán xét ai hết á. Cái thứ nữa là không có phàn nàn. Các bạn có bao giờ tự hỏi là mình sinh ra để làm gì không? Mình lớn lên, mình ăn, mình mặc, mình đi học, mình đi chơi, chỉ vậy hay sao? Sứ mệnh của mình, nhiệm vụ của mình là gì trên cuộc đời này? Mình mang giá trị gì trên cuộc đời? Và bánh cho các học viên chuẩn bị giới thiệu và bài bán các đầu sách hay.